Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài ôn tập chương 3, sách bài tập môn toán lớp 6, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm cho các em rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta cùng học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 60 nào. Đấy, như vậy thì trong cái sách bài tập này nó sẽ rất là hay. Vì sao? Nó sẽ tổng kết hết lại toàn bộ những nội dung mà chúng mình đã học trong chương. Như vậy đây là chương số nguyên nè, thì sẽ có tập hợp số nguyên, so sánh nè, các phép toán trong tập hợp nè. Đấy, phép cộng nè, phép nhân nè, được chưa? Trừ nè, ước và bội, được chưa? Vậy thì đây, những cái mảng này các em có thể đọc để chúng ta nhớ lại về các kiến thức đã học trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài tập ở đây. Chúng mình sẽ đến với những cái nội dung của câu hỏi trắc nghiệm. Tìm khẳng định đúng, tức là ta hỏi cái câu nào là gì? Câu đúng nha. Trong các khẳng định sau này, so sánh 3 số. Như vậy mình có này, so sánh 3 số này, 0 này, 3 này và bao nhiêu? -10, -12. Như vậy đối với ba cái số này thì các em sẽ thấy so sánh như thế nào đây? Tức là chúng ta sẽ tìm số nào là bé nhất, đúng không? Theo thứ tự từ bé đến lớn nè. Vậy thì có phải số âm nè sẽ là số nhỏ nhất, đúng không? 12. 12 này sẽ nhỏ hơn gì? Hơn 0. Và 0 này sẽ nhỏ hơn gì? Hơn 3. Vậy thì cái khẳng định nào ở trong này nè, nó sẽ sắp xếp theo thứ tự này thì sẽ là khẳng định đúng là các em. Được chưa? -12 đến 0 đến 3. Đây, chính là gì? Đáp án D này nhá. Đó, thì chúng mình sẽ khoanh vào đáp án D. Được chưa? Rồi, sang cái bài số 2. Cho tập hợp A. Cho tập hợp A với cái số x thuộc z, tức là x này sẽ là số nguyên, với điều kiện nè, x này lớn hơn hoặc bằng -15 và nó nhỏ hơn 7. Đấy, vậy thì chúng mình sẽ làm sao? Liệt kê nó ra. Liệt kê nó ra, đúng không? Để mình sẽ tìm xem nó sẽ thuộc hay là không thuộc này các em. Như vậy những cái số mà thỏa mãn này, x này lớn hơn bằng -10, -15 và nó lại nhỏ hơn gì? Hơn 7. Nhớ đây là bằng này, thì nó sẽ là những số nào đây các em? Đó sẽ là gì? -10, -15, âm bao nhiêu? -14 à, đúng không? Đến gì? -10, -13 đến -10, 12 vân vân. Cho đến là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến gì? Đến 6 thôi, đúng không? Ta sẽ không lấy được đến gì? Đến 7, bởi vì sao? Nó chỉ nhỏ hơn 7. Như vậy chúng ta chỉ lấy đến số gì? Số 6 thôi nhá. Được chưa? Vậy thì đây là những cái số mà nó sẽ thuộc cái tập hợp A với điều kiện lớn hơn hoặc bằng -15 và nhỏ hơn gì? Hơn 7. Như vậy thì chúng ta sẽ xem này. Vậy thì cái A đây này, cái số nào nó sẽ là nằm trong đây. Như vậy họ chỉ lấy số -15 với lại số gì? Số 7 này. Như vậy rõ ràng này, -15 này này, nó sẽ thuộc gì? Thuộc A, đúng không? 7 nè, có thuộc A không? Như vậy mình biết được 7 sẽ không thuộc gì? Không thuộc A, đúng không? Đó, vậy thì từ hai cái này thôi, mình sẽ tìm đâu là đáp án đúng nè. -15 thuộc A, 7 thuộc A, như vậy cái này không đúng nè. Bởi sao? Chỉ có đến 6 thôi, đúng không? -15 thuộc A, 7 cũng thuộc A, như vậy 7 thuộc A sai luôn. -15 thuộc A, 7 không thuộc A. À, như vậy anh này đúng nè các em. Chính xác không? Chính xác là anh này nhá. Không thuộc A. Đấy, cái số này nè. Rồi, sang bài số 3. Hai số nguyên A và B có tích A nhân B dương và tổng A cộng B dương. Tức là hai cái số này thì có tích dương, tổng cũng dương. Vậy thì khi đó A lớn hơn 0, B lớn hơn 0, đúng không? Đó, chúng ta sẽ xem. Tích của hai số là một số dương. Tức là hai số này phải làm sao? Hai số này có thể là âm nhân với gì? Âm thì sẽ bằng gì? Bằng dương, đúng không? Hoặc là gì? Dương nhân với dương thì nó sẽ bằng gì? Bằng dương, tức là gì?
tích của nó thì hai số này phải cùng gì? Cùng dấu này. Đấy, hai số này phải là cùng dấu nhá. Nhưng mà một cái điều kiện nữa này, tổng A cộng B dương. Như vậy tổng của âm cộng với âm thì có phải cũng sẽ là một số gì? Số âm. Đúng không? Đấy, chỉ có tổng của dương này cộng với gì? Cộng với dương á thì nó sẽ là một số gì? Số dương. Phải không? Phải không nào? Vậy thì hai cái số A và B này này có tích A nhân B nó là một số dương nên AB này phải là hai số gì? Cùng dấu nữa này. Đấy mà cái điều kiện ở đây này, tổng nó là dương thì rõ ràng là gì? A phải dương và B phải gì? Phải dương. Như vậy thì rõ ràng ở đây thì chúng ta sẽ biết được thằng A này phải lớn hơn 0 và thằng B này này phải lớn hơn gì? Lớn hơn 0. Đấy, vậy thì mình chỉ cần tìm một cái điều kiện này thôi. A lớn hơn 0 và B lớn hơn gì? Hơn 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Đáp án A này luôn nhá. Đấy. Xong chưa? Rồi. Câu 4 nè. Hai số nguyên A và B có tích A nhân B là dương và tổng A cộng B âm. Đấy, thì khi đó này. Vậy thì hình như cái này nó lại ngược lại so với cái câu. So với câu nào? À, so với câu trên đúng không? Vậy thì hai cái số này này có tổng âm nên mình sẽ phải lấy cái thằng này nè. Vậy thì A ở đây nè. A ở đây phải gì? Nhỏ hơn 0 và thằng B này phải nhỏ hơn gì? Hơn 0. Đúng không? Đấy. Đúng chưa nào? Tổng âm. Tổng mà âm thì nợ nè. Nợ nữa thì phải gì? Phải là A nhỏ hơn 0, B nhỏ hơn 0. Vậy chúng mình sẽ tìm nào A nhỏ hơn 0, B nhỏ hơn 0. A lớn. Đây. Vậy như vậy. A đáp án gì? Đáp án D này nhá. Xong chưa? Rồi. Bài số 5. Hai số nguyên A và B có tích A nhân B âm và hiệu A chữ B âm. Tích âm và hiệu âm. Như vậy thì chúng ta lại thấy nè. Tích mà âm á, thì hai số nó phải làm sao? Khác dấu, đúng không? Muốn mà tích âm thì tức là gì? Số âm này nhân với số gì? Số dương thì nó mới là số gì? Số âm. Hoặc là số dương này nhân với số gì? Số âm thì nó sẽ là một số gì? Số âm. Như vậy tích thì A và B đây này nó phải khác dấu, đúng không? Không thể cùng dấu được nhá. Đấy, AB này phải khác dấu này. Mà A trừ B âm, tức là A trừ đi B thì phải âm, phải là một số âm. Như vậy muốn A trừ B âm thì thằng A này này phải là số gì? Số âm, đúng không? Thằng B này cũng phải là một số gì? Số âm, phải không? Đó, do đó ở đây mình sẽ chọn được ngay. Ở đây mình sẽ chọn được ngay là thằng nào? Một số âm, à không phải, A trừ B đi, phải là cộng cơ, cộng thì mới cần. Vậy thì thằng này là A trừ B mà âm thì phải là âm trừ đi âm. A trừ B nó là một số âm á, thì hai cái thằng này nó phải trái dấu nè. Đúng không? A trừ B âm, nên rõ ràng là gì? Muốn mà A âm được ấy, thì thằng A đây này. Thằng A đây này, nó phải nhỏ hơn thằng B cơ. Đúng không? Thì nó mới âm được. Như vậy ở đây, hai số trái dấu và A phải nhỏ hơn gì? Hơn B. Đúng không? Như vậy thì muốn A nhỏ hơn B thì rõ ràng ở đây A phải là một số gì? Nhỏ hơn 0. Và thằng B này này, nó phải lớn hơn gì? Lớn hơn 0. Đấy, vậy thì đây chính là điều kiện của nó này các em. Chúng ta sẽ tìm A nhỏ hơn 0 và B lớn hơn 0 nè. Đây, ngay đáp án đầu tiên đúng không? A đây là A lớn hơn 0. A nhỏ hơn 0, B lớn hơn 0. Đây đáp án C nhá. Đáp án C nha. Rồi, bài số 6 nè. Hai số nguyên AB có tích âm và hiệu là dương. Đấy, như vậy thì nó chỉ khác ở đây nè. Hiệu của nó lại là một số gì? Số dương này các em.
Hiệu ở đây này, A trừ B là một số dương. Muốn A trừ B là dương ấy, thì thằng A này này nó phải lớn hơn thằng gì? Thằng B, đúng không? Như vậy muốn thằng A lớn hơn thằng B thì rõ ràng thằng A này này phải lớn hơn 0 và thằng B này phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0 thôi. Đấy, vậy thì nó ngược lại với câu kia thôi, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ tìm xem ở đây là đáp án nào A lớn hơn 0, B nhỏ hơn 0. A lớn hơn 0, A lớn 0, vậy thì đây sẽ là đáp án gì? Đáp án B nhé. Đấy, xong chưa nào? Rồi, xong câu số 6 nha. Bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo. À, như vậy chúng ta đã hết về cái phần trắc nghiệm rồi. Bây giờ chúng mình sẽ sang cái phần tự luận. Bài tập tự luận, mình sẽ đến với bài đầu tiên. 3.41 3.41 nào. Số nguyên A có phần dấu là âm hay là trừ, đúng không? Và phần số tự nhiên là 27. Hãy viết số A và tìm số đối của A. Ồ, cái này thì quá dễ rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có, vậy thì số, số nguyên A, số nguyên A sẽ là này, dấu của nó là dấu trừ và phần tự nhiên của nó là 27. Vậy thì nó sẽ là âm 2, 27. Vậy thì số đối nè, số đối của số nguyên A, đúng không? Tức là số đối của âm 27 thì sẽ là 2, 27. Xong chưa? Rồi, sang bài tiếp theo, 3.42. Hãy sắp xếp các số A, B, C, D theo thứ tự tăng dần nếu. Tức là mình sẽ tìm ở đây là gì? Theo thứ tự tăng dần. Số A, số B, số C, số D này. Chúng ta nhìn xem nào, nó có một cái quy luật gì không đã. Như vậy thì để nhìn ở đây xem nào. 32 cộng với 28. Vậy thì số A này, số A 32 mà cộng với âm 28, tức là mình có 32 nợ 28. Vậy thì đây này sẽ là một số gì? Số dương này, đúng không? A đây sẽ kết quả là số dương này. Trừ 7 trừ 5 nợ, trừ 7 trừ đi 5, tức là mình có, mình nợ 7, nợ thêm nữa, đúng không? Vậy thì trừ 7 trừ 5 thì tức là nó sẽ bằng cái gì các em? Từ từ nhá. Có đây là 32 mà cộng với âm 28 thì có phải là bằng 32 trừ 28? Rồi, ở đây là trừ 7, trừ 7 mà trừ đi 5 thì nó sẽ là bằng 7 cộng với 5, đúng không? Đó, như vậy thì mình sẽ thấy được cái thằng B đây này, ấy là dấu âm với dấu dương nhỉ. Rồi thằng C này, âm nhân với âm này, thì thằng C này chắc chắn là một số gì? Số dương này, đúng không? Đó. Rồi thằng gì? Thằng D này là âm mà chia cho dương. Âm chia cho dương thì sẽ là một số gì? Số âm, đúng không? Trừ 7 mà, trừ 7 mà trừ đi 5. Như vậy thì còn cái thằng là trừ 7 trừ 5 này nữa, đúng không? Vậy chúng ta xem này, trừ 7 chúng ta trừ đi 5 thì nó còn bao nhiêu các em? Như vậy thì đây có phải là nợ 7 nợ thêm 5 nữa thì đây sẽ là nợ 12 này. Đây sẽ là số gì? Số âm nhá. Như vậy ở đây mình nhìn ra dương âm nhưng không có quy luật các em ạ. Mình sẽ đi theo hướng khác đi. Như vậy thì mình sẽ thực hiện phép tính thôi, chứ còn nếu mà làm theo số âm dương đây không được. Như vậy ở đây số A mình sẽ tính ra 32 cộng với trừ 20, 28. Vậy thì thằng A này bằng mấy? Bằng 4 à? Được chưa? Thằng B này nợ 7, nợ thêm 5 nữa, vậy thì đây là nợ 12. C này âm 12 nhân với gì? Nhân với 5.
âm nhân lên với âm thì nó sẽ là một số gì? Số dương. Như vậy thì thằng này sẽ là 6 gì? 60. Đúng không? Đấy. Và cái thằng D, D là bao nhiêu? Âm 28 chia cho 7, tức là 28 chia 7 thì được 4. Vậy thì đây dấu gì? Dấu trừ. Vậy bây giờ mình sẽ sắp xếp theo thứ tự là gì? Tăng dần à? Tăng dần thì số bé nhất ở đây sẽ là số nào? Số nào đây? Số B này. B sẽ là bé nhất này. Sau đó đến gì? Số D này. Đây là hai số âm đúng không? Rồi số dương sẽ đến là A. Và đây sẽ là số gì? Số C. Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp được chưa? Sắp xếp được đúng không? Rồi, vậy thì giờ chúng mình sẽ tiến hành làm cái bài này như sau nhé. 3.42 3.42 này. Các số A, B, C, D Theo thứ tự tăng dần sẽ là đó, hoặc là các em có thể tìm từng cái số này ra, sau đó mình sắp xếp theo thứ tự tăng dần được nhé. Còn không chúng ta xếp luôn. Đó là B, D, A, C. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Theo thứ tự tăng dần này các em. Được không? Được chưa nào? Đấy. Rồi sang bài 3.43. Yêu cầu là tính giá trị biểu thức. Tìm cách tính hợp lý nhất từ bài 3.43 cho đến 3.44, tức là hai bài này. Đấy, thì chúng mình sẽ tìm là làm sao mà cách nào mà hợp lý nhất. Đúng không? Rồi chúng mình sẽ đến bài 3.43 đi. 3.43. Như vậy ở cái bài này thì chúng ta sẽ có cái gì? Câu A. 21 nhân 23 trừ 3 nhân với 7 nè. Đấy, chúng ta thấy 3 nhân 7 bằng bao nhiêu đó. Nhân với trừ 10, 17. Vậy thì nhìn vào đây mình sẽ thấy ngay rồi. Tính chất gì? Phân phối thôi đúng không? Các em nhân thằng này lên. Như vậy đây sẽ bằng nè 21 nè nhân với 23 nè trừ 3 nhân 7 có phải là bằng 21 không? Nhân với trừ 10 trừ 17. Đó. Được chưa? Đến đây mình sẽ thấy là có tính chất phân phối giữa phép nhân với phép gì? Phép trừ nè. Vậy thì đây sẽ là 21 nhân với trong ngoặc sẽ là 20, 23 trừ đi gì? Trừ đi trừ 10, 17. Như vậy trừ đi trừ 17 thì ở đây chúng ta sẽ là gì? Thành cái gì các em? Cộng thôi đúng không? Sẽ là 21 nhân với 23 cộng với 10, 17. Được chưa? Đấy, đơn giản nhá. Vậy thì chúng mình sẽ tính nó ra luôn. Sẽ là 21 nhân với 23 với 17 thì có phải nó bằng 4 gì? 40. Đúng không? Rồi vậy thì hai cái thằng này để nhân nó với nhau thì chúng ta có thể bấm luôn, hoặc chúng mình tách nó ra để cho nó tròn trục cũng được. Tùy các em. Tùy chúng ta có thể là tách cái thằng 40 này ra cũng được. Thôi chúng ta nhân luôn thì 21 nhân với 4 thôi mà. 1 nhân với 4 là 4 này. 4 nhân 2 là 8, như vậy thêm số 0. 800 gì? 840. Xong chưa nào? Đấy, câu A xong nhá. Rồi chúng mình sẽ sang câu B. Nhân với 3 này trừ cho 7 này nhân với mở ngoặc vuông này trừ 34 cộng với 10, 18 đóng ngoặc vuông. Đấy, như vậy ở đây mình sẽ thấy nó có cái gì? Nó có những cái sự khác biệt này các em. Như vậy ở đây mình sẽ thấy có thằng này thằng 7 nè. Thì mình sẽ tách cái thằng 42 này để ra nó có một cái số gì? Số 7 ở đây này các em. Đấy, vậy thì 42 thì có phải bằng 7 nhân với 6 không? Đó, nhân với 3 này, giữ nguyên này. Trừ đi nè, 7 nè. Được chưa? Các em nhân với, ở đây chúng ta vẫn để nguyên nhá. Chúng ta đang làm theo tuần rồi, tuần tự nhá. Trừ 34
cộng với 10, 18, đóng ngoặc lại. Được chưa? Vậy đến đây thì mình sẽ thấy nè, 7 nè, 6 x 3 thầy sẽ nhân vào là nhân 18. Được chưa? Trừ 7 nè, nhân với nè. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thực hiện phép tính ở trong gì? Trong cái ngoặc này được không? Được không? Mình thực hiện phép tính ở trong ngoặc này cũng được nè. Hoặc là chúng ta chưa cần thực hiện cũng được. Vậy thì trừ 34 mà cộng với 18 thì có phải là chúng ta có 18 nhưng mà nợ gì? Nợ 34. Đúng không? Có 18 mà nợ 34 thì có phải đây chúng ta phải gì? Nợ không nào? Đúng không? Đấy thì các em sẽ lấy 34 mà trừ đi 10, 18 thì chúng ta sẽ còn là nợ 10, 16. Đúng không? Đó. Như vậy làm được đến đây rồi thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái gì đây? Tính chất phân phối giữa phép nhân với phép gì? Phép trừ nè. Đúng không? Vậy thì 7 nè, nhân với nè, 18 nè, trừ đi trừ 10, 16. Đúng không? Đây cho ngoặc vuông nhé. Đó. Vậy thì sẽ bằng 7 nhân với 18 mà trừ đi trừ 16. Thì có phải đây là 18 cộng với 10, 16 không? Đúng chưa? Rồi. Vậy thì sẽ bằng 7 nhân với 18 mà cộng với 16 thì bằng bao nhiêu? 30 mấy? 34. Vậy 7 nhân với 34 thì bằng bao nhiêu? 7 nhân với 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7, 3, 21. 21 nhớ 2 là 20. 23. Kết quả là 238. Ổn chưa các em? Đấy, với cái bài câu B nhé. Rồi, sang bài 3.44. Cũng tương tự như trên, chúng mình sẽ tính giá trị biểu thức, tìm cái cách nào mà hợp lý nhất, đúng không? 3.44 nè. Câu A nè. 71 nhân với 64 cộng 32 nhân với âm 7 trừ 13 nhân với 30, 32. Đó, các bạn có nhìn thấy cái gì không nhỉ? Các bạn có nhìn thấy có cái gì để chúng mình nhóm nó vào không? Như vậy thì giờ chúng ta sẽ tách cái thằng 64 này ra nè. Ở đây thầy sẽ tách cái thằng 64 này ra nhé. Sẽ bằng nè, 71 nè. 64 thầy sẽ tách nó ra là 32. Nhân với mấy? Nhân với 2, đúng không? Cộng với 32 nhân với âm 7 giữ nguyên nè. Trừ cho 13 này. Nhân với 3, 32 này. Đấy mình sẽ thấy này, nó có 32, 32 này, 32 này. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất phân phối thôi. 32 chúng ta sẽ đặt ra. Nhân với bao nhiêu? 70 mấy? 71. Đúng không? 71 ở đây sẽ còn mấy đây? Còn 2. Cộng với mấy? Cộng với âm 7 nè. Được chưa? Cộng với âm 7 nè. Trừ nè. 32 lấy rồi thì đây sẽ còn trừ 10, 13 này. Đấy, kem đóng một vuông lại. Xong chưa? Đó. Như vậy thì đến đây chắc chắn là bạn nào cũng đã biết cách làm rồi, đúng không? Đây giống nhân nhá. Như vậy nó sẽ là 32 nhân với, chúng ta thực hiện phép tính ở trong gì? Trong cái ngoặc này trước đi. Như vậy 71 nhân 2, 2 nhân 1 là 27 nhân 2, 10, 14. 142 cộng 7 cộng với trừ thì sẽ là gì? Trừ, trừ 10, trừ 13. Được chưa? Rồi, tiếp tục đây sẽ là 32 nhân với 142. Nợ 7, nợ thêm bao nhiêu? Nợ 7 này, kem này nợ thêm bao nhiêu nữa? Nợ thêm 13, phải không? À, cái này không được các em ạ. Chúng ta phải tiến hành là trừ, trừ theo tuần tự chứ. Tí nữa thầy quên nhá. Phải lấy 142 trừ đi 7. Như vậy 12 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 5.
4 trả đi 1 còn 3, vậy đây 135 trừ 13. Đó, tí nữa thì mình nhầm nha. Rồi, vậy tiếp tục sẽ là 32. Giờ các em nhân bỏ dấu ngoặc đi luôn. 5 trừ đi 3 bằng 2, 3 trừ 1 bằng 2. Vậy thì đây sẽ là 32 nhân 1, 2. 22, các em bấm cái này máy tính của thầy xem nào. Như vậy chúng ta sẽ được là 3.904 nè. Được chưa? Đấy, cái bài này câu A này chúng ta thực hiện vậy nhá. Xong chưa? Rồi, chúng mình sẽ làm câu B. Câu B như sau. 42 nhân với 3 trừ 7 nhân với ngoặc vuông trừ 34 cộng với 10, 18. Đó. Như vậy ở bài này chúng mình cũng lại tiếp tục làm sao? Tiếp tục làm sao đây? Tiếp tục làm như thế nào? À chết rồi, thầy nhầm rồi, thầy lại đi chép đề trên. Đây là 13 mà. Nhầm nhá. Đấy, đang làm bài này mà đi chép đề bài kia. 13 nhân với 23 trừ 10, 17 trừ cho 13 này, nhân với 23 cộng 10, 17 này. Vậy thì bài này thì nhìn thấy một cái thấy luôn rồi đúng không? Thấy không? Thấy rồi, chúng ta sẽ nhân hết ra. Đây là 13 nhân với 23 trừ 13 nhân với bao nhiêu? Nhân với 10, 17 trừ cho 13 nhân 2, 23 đúng không? Cộng với, đúng không? Cộng với bao nhiêu? Cộng hay trừ? Nhớ đây đằng trước có 13 nhân 23 này. Đấy, vậy thì đây đằng trước có dấu trừ này thì số này chúng ta phải là gì? Trừ nhá. Đấy, trừ cho 13 này. Các em nhân cho 10, 17 nha. Đấy, lưu ý khi bỏ ngoặc đằng trước nó có dấu gì? Dấu trừ nha. Rồi, vậy đến đây chúng mình sẽ nhóm những cái anh chung vào. 13 nhân 23 trừ 13 nhân 23 đưa vào, nhân 23. Đấy, chúng ta đưa vào một nhóm. Được chưa? Rồi, hay là bắt cặp đấy các em. 13 nhân với 17, đây đằng trước có dấu trừ thì ở trong này chúng ta lại phải gì? Cộng 13 nhân 10, 17. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì hai anh này mà trừ cho nhau thì có phải là bằng gì? Bằng 0 đúng không? Đúng không? Đấy, trừ cho này, trừ cho mấy đây các em? Như vậy đây là 13. 13 nhân 17 cộng lại 13 nhân với gì? 10, 17. Vậy thì có phải đây nó sẽ là 2 lần của 13 nhân 17 không? Đúng không? Đây 13 nhân 17, đây cũng lại là 13 nhân 17. Thì có phải là trừ cho 2 này, nhân với 10, 13, nhân cho 10, 17. Đúng không? Thì nó cũng là như này thôi gì? Phải không? Thế hoặc các em là nhân lên cũng được. Rồi, chúng ta sẽ bằng đây là 0 nè, trừ cho bao nhiêu? 13 nhân 17 chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 221. Như vậy 221 nhân 2, đây sẽ là 0. 0 trừ cho 221 nhân 2 thì các em sẽ được là 440 mấy? 442. Đấy, còn 0 ở chỗ này chúng ta là 221 cộng 221 thì nó là 442 nhá. Được chưa? Vậy thì 0 mà trừ đi 442 thì nó sẽ là trừ 442. Ổn chưa? Rồi, xong bài 344 nhá. Đấy, vừa nãy thì chép cái đề hơi nhầm tí, không sao, khắc phục kịp thời đúng không em? 345. Tìm x nếu 38 trừ x nhân x cộng 25 bằng 0. Vậy thì đây mình chỉ việc giải cái này thôi đúng không? Đúng nè. 3.40 45. Như vậy ở đây mình sẽ có này, 38 trừ đi x nhân với x
cộng với 20, 25 mà bằng 0. Như vậy đây này, số hạng, thừa số nhân với thừa số bằng, đúng không? Thừa số nhân thừa số này, đây là tích này. Vậy thì mình sẽ phải có hai cái trường hợp ở đây này. Vậy thì sẽ có là 38 này trừ đi x này. Tại vì các em chưa học nhân gì? Nhân gì? Nhân đơn thức với đơn thức, đúng không? Chúng ta chưa học cái dạng này nên là chúng ta chưa thể làm được. Do vậy mình phải thực hiện như thế này nhé. Hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất 38 trừ x bằng 0. Trường hợp thứ hai là x cộng với 25 này bằng 0 nè. Đấy, vậy thì với hai cái trường hợp này nè thì mình sẽ có này, tương đương như vậy nè. Thì 38 trừ x bằng 0 thì có phải là số bị trừ, số trừ hiệu. Thì x ở đây nè, nó sẽ bằng 0 trừ đi, 38 trừ gì? Trừ 0 này, số bị trừ, trừ đi gì? Trừ đi hiệu, đúng không? Đấy, vậy thì thằng này nè, nó lại bằng bao nhiêu? Số hạng tổng. Muốn tìm số hạng thì chúng ta lại lấy cái gì? Lấy tổng nè, tổng là 0 trừ đi gì? Cho số hạng đã biết. Đó, như vậy đến đây x mình sẽ tìm được là bằng bao nhiêu? 38. Và thằng x này sẽ là bao nhiêu? Âm 2, 25. Đó, vậy đến đây mình sẽ kết luận. Vậy thì x bằng mấy? X bằng 38. Và x bằng bao nhiêu? Âm 25 nhé. Sau này mình học lên lớp 8 thì cái này mình sẽ giải nó một cách đơn giản hơn các em ạ. Chứ không phải là chúng ta phải chia ra như thế này đâu. Đấy, thì cái em nào mà yêu thích thì chúng ta có thể xem trước ở chương trình lớp 8 để chúng ta giải cái loại bài này. Còn bây giờ chúng ta học lớp 6, chúng ta chỉ giải được như vậy thôi nha, cách như vậy thôi. Rồi, 3.46. Tìm các bội của 6 lớn hơn âm 19 và nhỏ hơn 19. Như vậy bội thì mình chỉ việc gì? Chỉ việc nhân lên thôi, đúng không? 3.46. Như vậy bội của 6 này, các bội của 6, mình sẽ lập luận thôi, bội của 6 này lớn hơn. Đây, hay mình viết là dạng như thế này, đúng không? Bội của 6 này lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn âm 19 này, và nó nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 19 này, sẽ là những số này, sẽ là, đó. Vậy thì mình sẽ ghi tập hợp bội của 6 đây, thỏa mãn. Mình nhân lần lượt lên thôi, đúng không? Nhân 6 với từ 1, 61 là 6, 62 12, 63 18, đúng không? Đấy, như vậy thì mình nhân với 0 luôn. 0 cũng sẽ lớn hơn âm 19 mà, đúng không? 0 nè, 6 nhân với 1 là 6 này, vậy thì sẽ có 6 thì sẽ có thằng trừ, trừ 6 nè. 6 nhân 2, 12, trừ 12 vẫn lớn hơn trừ 19, chú ý lớn hơn trừ 19 nha. 6 nhân 3, 18 nè, thì sẽ có thằng trừ 10, 18 nè. Như vậy 6 nhân 4, 24, chúng ta chỉ lấy số dương. Nhưng âm 24 thì nó lại nhỏ hơn rồi, đúng không? Đấy, vậy thì mình chỉ lấy được đến đây. 6 nhân 4, 24, như vậy thằng 24 không lấy được. Vì sao 24 thì lớn hơn 19 nè. Đó, vậy thì mình chỉ có lấy được bao nhiêu? 0, 6, trừ 6, 12, trừ 12, 18 và trừ 18 thôi. Đó, mình chỉ lấy được những số này thôi nhá. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Bội của 6 lớn hơn âm 19 và nhỏ hơn 19. Rồi, tương tự như vậy thì câu 3.47 là tìm các ước chung. À, đây là ước chung nha. Ước chung của 36 và 42. Thì đầu tiên mình sẽ tìm gì? Ước của từng anh, đúng không? Nếu mà làm theo dạng dài dòng á, tìm ước của 36 bao nhiêu, ước của 42 bao nhiêu, sau đó xem hai thằng đó nó có cái gì là chung. Đấy, nhưng mà mình sẽ không làm theo cái hướng đó, đúng không? Bởi cái đó rất là dài dòng. Phân tích hai cái anh này ra từ số nguyên tố, ta có 36 chia cho 2, đúng không? Chia cho 2, chia tiếp được cho 2, như vậy thì nó sẽ bằng 4, 4 nhân 9 là 6, 4 nhân 9, đúng không? Rồi, 42 thì chúng ta cũng sẽ
có là bằng mấy? 6 x 7, 6 thì sẽ là 2 x 3, nhân cho 7 nè. Được chưa? Vậy thì hai thằng này sẽ có thừa số chung. Vậy thì ước chung lớn nhất mình tìm là gì? Ước chung thông qua ước chung lớn nhất á, của 36 với 42 sẽ là những số nào? Thừa số chung ở đây có là gì? 2 và mấy? 2 và mấy thôi? 2 và 3. Như vậy số mũ nhỏ nhất là 2, số mũ nhỏ nhất của 3 là 3. Vậy thì 2 x 3 đây sẽ là mấy? Là 6 nè. Ước chung lớn nhất của hai thằng này là 6. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm ước của gì? Ước của 6. Vậy thì ước chung của 36 nè với lại 42 nè chính là ước của mấy? Chính là ước của mấy đây? Chính là ước của số 6 này các em. Đó, mà ước của 6 thì bằng mấy nhỉ? À, ước của 6 sẽ là 1 mấy? 2 3 6. Được chưa? Phải không? Do đó tất cả các ước chung, à đây ước của 6 ta còn có số âm nữa các em ạ. Nó sẽ còn có cái số âm nữa. Đây, 1 âm 1, 2 âm 2, 3 này âm 3 và 6 này âm 6. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là ước chung của 36 với lại 24 nhá. Mình phải còn có số âm nữa. Rồi, sang bài tiếp theo 3.48. Điền các số nguyên thích hợp thay thế các dấu hỏi trong bảng dưới sao cho tích của 3 số ở 3 ô liền nhau nó phải bằng bao nhiêu? 120. À, tích của 3 cái số này này nó phải là gì? 120. Cái dạng toán này hình như mình cũng đã làm một bài ở trong đâu? Trong sách bài tập rồi đúng không? Đó, chúng ta cũng đã có những cái phương pháp để làm rồi đó các em. Đúng không? Mình cũng đã lập luận là số A, số B, số C gì đó. Nhớ không? Như vậy thì ở đây nè, ba cái số liên tiếp A nhân với B này nhân với C này, này bắt buộc nó phải bằng bao nhiêu? Phải bằng 120. Vậy thì cho mình đây là một số 6 này, cho đây là số gì? Số âm 4 này nè các em. Đấy, như vậy thì mình đã thấy ở đây nè, một cái số ở đây nè là một số 6, số âm 4. Như vậy mình sẽ nhẩm ra được là âm 4 nè nhân với mấy? Nhân với 6. Hay là nhân với một cái thằng đây gọi số A, số B thì cũng được đi. Nhân với B, nhân với gì? Nhân với 6, đúng không? Sẽ bằng 120. Như vậy thì cái thằng B này nè, B này nhân với 4 x 6 đi là âm 24 đúng không? B nhân âm 24 sẽ bằng 120. Vậy thì mình sẽ tìm được thằng B đây này, nó sẽ bằng 120 này chia cho bao nhiêu? Âm 24 này. Đó, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 120 5 đúng không? 54 20 0 nhớ 2 5 2 10 nhớ 2 12. Như vậy đây sẽ là âm 5. Đúng không? Đó, vậy thì với cái cách mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ tìm được một cái thằng B. B đây chắc chắn là gì? Nó sẽ là âm 5 này các em. Đấy, âm 5 này. Âm 5 rồi. Vậy thì mình sẽ thấy này, 5 nhân với 6 này nó là bao nhiêu rồi? 30. 30 rồi đúng không? Và đây số gì? Số âm. Vậy thì rõ ràng muốn là gì? Muốn nó bằng 120 thì 30 nhân với bao nhiêu để bằng 120 đây, số A. Đúng không? Vậy thì cái số này này nó sẽ bằng 120. Đúng không? Chia cho gì? Chia cho âm 30. Đúng không? Vậy thì có phải cái thằng này nó sẽ bằng là gì? Âm 4 đúng không? Đấy. Vậy thằng này sẽ là gì? Âm 4 nè. Được chưa? Đấy, vậy thì giờ mình đã tìm được quy luật này. Âm 4, âm 5, 6. Vậy tiếp tục sẽ là âm 4, âm 5, 6. Đó, tiếp tục lại là âm 4 nè, âm 5, 6. Vậy đây âm 4 này,
đây sẽ là âm, âm 5. Đấy, cứ theo quy luật thôi. Xong chưa? Đấy, cái cách chúng ta làm như vậy nhé. Khá đơn giản bởi chúng ta đã làm ở trong sách bài tập cái bài dạng này rồi. Rồi, sang bài tiếp theo. 3.49. Như vậy cái bài 3.49 tiếp tục hãy điền các số nguyên thích hợp thay thế các dấu trong bảng dưới đây sao cho tổng. Ở đây ta hỏi là tổng nè. Của 3 ô liền nhau thì lại bằng gì? Bằng 0. Đấy. Tổng của nó lại bằng 0 nha. Vậy mình nhìn cũng nhìn thấy đây nè. Có gì? Có âm 7 nè, có 3 rồi nè. Đúng không? Thì các em cứ gọi ba cái số ABC gì đó, đúng không? Đấy, ABC gì đó đi. Thế cho vậy thì đến đây nè. Mình sẽ có này. Mình sẽ có cái thằng số A này nè. Cộng với số B đây đúng không? Âm 7 nè. Cộng với thằng này mình gọi nó số C đi. Đúng không? Là cộng với gì? Cộng với 3. Bằng gì? Bằng 0. Đúng không? Thì lúc nào nó phải bằng số gì? Số 0 này nhá. Rồi vậy thì giờ mình giải để mình tìm được số gì? Số A. Như vậy thì ở đây sẽ là A cộng với nợ 7 mà có 3. Đúng không? Ở đây có phải là A cộng với âm 7 thì đây sẽ là A trừ 7 nè, cộng với 3 bằng 0, đúng không? Đó, vậy thì A, A ở đây nè. Giờ mình sẽ đổi cái thằng này sang đây đi. Đổi cái thằng 3 này nè. A trừ 7 nè bằng 3, bằng 0 trừ 3 chứ. A bằng 0 trừ đi 3, đúng không nào? Đó, vậy thì ở đây nó sẽ là A trừ đi 7 nè sẽ là bằng trừ, trừ 3. Đấy, vậy thì A đây sẽ bằng cái gì? Số bị trừ, số trừ hiệu thì nó sẽ là trừ 3 nè cộng với thằng gì? Thằng 7, đúng không? Có 7 nợ gì? Nợ 3 thì thằng này sẽ là mấy? Nợ 4. À xin lỗi, bằng còn 4 chứ. Có 7 mà, có 7 nợ 3 thì chúng ta sẽ còn gì? Còn 4. Như vậy cái thằng A mình sẽ tìm được mấy đây? 4 nè. Đây sẽ là 4 nè. Đây âm 7 nè. Đúng không? Vậy thì thằng này sẽ là 3. Đấy, cứ tương tự như vậy. 4, âm 7, 3. 4 nè, âm 7 nè, 3 nè. Lại tiếp tục là 4 nè, âm 7. Xong chưa? Đấy, cái cách mà chúng ta làm thì dạng này chúng ta đã làm ở trong sách giáo khoa rồi. Nên là khá là dễ nhá. Rồi như vậy chúng mình đã thực hiện xong cái chương số 3. Và các em xem trước cho thầy trong cái chương số 4 này để chúng ta cùng nhau gặp ở các tiết tiếp theo nha. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn trong lớp, trong trường nha. Rồi.